Thùy Tiên và vụ kiện 1,5 tỷ đồng, tôi sợ hãi không dám lên tiếng. Năm 2017, bà Trang là người chủ động liên lạc giúp đỡ Tiên. Bà nói rằng cô được ban tổ chức Hoa khôi Nam Bộ đánh giá là người tiềm năng, vì vậy cô phải đầu tư để thắng giải. Bà Trang hứa hỗ trợ cho nàng hậu, đó là lý do xuất hiện tờ giấy nợ 1,5 tỷ đồng. Nhưng sau một thời gian, Thùy Tiên không được hỗ trợ bất kỳ thứ gì, lúc đó cô mới nhận ra mình bị gai. Cô cho biết, ban đầu bà Thùy Trang nói giúp đỡ đầu tư cho tôi đi thi. Sau này, tôi phát hiện bà không hỗ trợ bất cứ thứ gì, kể cả váy áo, tất cả đều đến từ ban tổ chức. Tôi đã gặp trực tiếp ban tổ chức, họ có giấy xác nhận, không nhận bất cứ khoản nào từ bà Trang hay từ tôi. Ngay cả việc tôi nhận được giải Á Khôi hoàn toàn là tự nhiên, không có tác động từ bà Trang. Nàng hậu hé lộ lý do xé giấy nợ vì thời điểm đó cô nóng tính. Dù vậy, việc có xé tờ giấy gốc hay là không cũng không quan trọng nữa. Có hai thứ cần để tâm là tờ giấy nợ có tồn tại và cô không hề nhận tiền. Hiện tại cô cũng không biết mình chứng minh việc không nhận tiền bằng cách nào. Bên bà Thùy Trang cũng phải chứng minh cô nhận tiền. Trả lời Tiền Phong, Hoa hậu Nguyễn Đức Thủy Tiên cho biết cô không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Thùy Trang. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 nói rằng hiện tại với cô thắng thua không còn quan trọng. Cô tin tưởng và tuân thủ pháp luật. Điều quan trọng là cô dám nói ra sự thật, dù điều đó khiến sự nghiệp của một hoa hậu gặp rủi ro. Các bạn có cảm nghĩ sao về bài viết này? Comment xuống dưới cảm nghĩ và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào nhé!